Bất diệt Long Đế chương 683, Linh hồn thần thai Chẳng qua công kích linh hồn không phải cứ đơn giản vừa học liền biết, đầu tiên phải có được linh hồn cường đại, hay là linh hồn phải trải qua tu luyện đặc thù, không có cường giả linh hồn chỉ dạy thì rất khó nhập môn. Khương hổ quả nhiên chỉ hiểu Gia Long, được cái giảng giải rất ngay ngắn rõ ràng, giúp Lục Ly có được hiểu biết cơ bản đối với công kích linh hồn. Nhục thân là gốc của võ giả, linh hồn là nguồn của võ giả một khi linh hồn xảy ra vấn đề nhục thân dù có cường đại đến đâu cũng vô dụng bởi vì linh hồn khống chế nhục thân công kích linh hồn kẻ địch khiến cho đối phương dù có một thân thần thông áo nghĩa pháp thuật cường đại lại không thể phóng thích đây chính là chỗ đáng sợ của công kích linh hồn thế nên xưa nay công kích linh hồn mới được xưng tán là thủ đoạn quỷ dị âm độc giết người trong vô hình lục ly lắng nghe nửa ngày trong lòng dần dần hiểu ra đợi khương hổ nói xong xuôi mới đột nhiên nhếch miệng cười nói Khương Hổ, ta muốn nghiên cứu cách tấn công linh hồn, hay là ngươi bồi luyện với ta? Ngươi yên tâm, ta sẽ nắm giữ phân tất, sẽ không thương đến ngươi. Ngươi muốn nghiên cứu công kích linh hồn. Còn, thương đến ta. Khương Hổ ngạc nhiên, sau đó theo bản năng lộ ra vẻ dễu cực. Một kẻ đến cả nguyên lý công kích linh hồn đều không biết, lại muốn nghiên cứu công kích linh hồn, hơn nữa còn khoác lác không biết ngượng, nói đánh thương được hắn. Đầu óc tên lục ly này không bị lừa đá đấy chứ. Khương Hổ chính là con em trực hệ của Khương Gia, ngay từ lúc nhỏ linh hồn đã được rèn dũa, hồn đàm rất cường đại. Trọng yếu nhất chính là bên trong linh hồn hắn có bảo vật phòng ngự, một tên bất diệt cảnh như Lục Ly lại muốn dùng công kích linh hồn đánh thương hắn. Không phải đang đùa đấy chứ. Thấy Khương Hổ nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, Lục Ly không khỏi có chút xấu hổ. Chẳng qua hắn vẫn muốn thử xem, bởi vì hắn cảm thấy thần niệm mình không phải thứ tầm thường. Thấy Lục Ly kiên trì, Khương Hổ rất là nhẹ nhàng nói: "Tới đi, Lục công tử muốn thử, cứ việc phóng thích công kích linh hồn, đừng sợ đã thương ta." "Được thôi." Thấy Khương Hổ tự tin như vậy, Lục Ly thoáng yên tâm phần nào, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, tĩnh tâm phóng thích thần niệm. Một cơn gió mát vô hình bay ra từ trong người Lục Ly, khe khẽ quét một vòng chung quanh, sau đó Lục Ly khống chế thần niệm lao vào trong người Khương Hổ. Nhắm thẳng đầu Khương Hổ, lục ly để thần niệm giao xoa đang dệt lại cùng nhau hình thành nên một mũi nhọn hệt như trước kia đâm xuyên cấm chế ngoài phòng cắm thẳng vào trong không gian linh hồn khương hổ rất nhanh không gian linh hồn liền dễ dàng bị đâm xuyên vào chẳng qua bên ngoài hồn đàm của khương hổ đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lam trong hào quang màu xanh lam kia ẩn ẩn có tự phù thần bí đang lưu chuyển khiến lục ly cảm thấy khá là đè nén khó trách lục ly ngấm ngầm gật đầu khó trách khương hổ yên tâm để hắn công kích thì ra là có bảo vật phòng ngự linh hồn chẳng qua nghĩ lại thì cũng dễ hiểu rốt cuộc khương hổ là con em trực hệ của khương gia có được bảo vật phòng hộ linh hồn là điều hết sức bình thường khương khinh linh tuyệt đối cũng có hơn nữa còn là bảo vật cao cấp hơn của khương hổ dù sao linh hồn là căn bản tuyệt không thể có chút sai sảy nào được đâm xuyên lục ly không biết thần niệm mình đụng chạm tới bảo vật phòng ngự linh hồn trong hồn đàm khương hổ sẽ gây ra vấn đề gì không hắn hít sâu một hơi cắn răng điều khiển thần niệm đột ngột đâm sâu vào trong hồn đàm khương hổ ông ngay khi thần niệm lục ly lao đến bên ngoài hồn đàm khương hổ hồn đàm chợt sáng bừng lên tiếp đó vô số tự phù màu xanh lam lấp lánh bay ra phủ kín khắp toàn bộ hồn đàm thần niệm lục ly tưởng như va phải tường sắt linh hồn chính hắn đều cảm thấy rất không thoải mái Bảo vật này cường đại quá. Lục Ly cắn răng, quật cường trong lòng được kích lên, mặc kệ linh hồn đau nhói, ngưng tụ thần niệm thành một mũi nhọn, một lần lại một lần xung kích hồn đàm khương hổ. A! À, nét mặt khương hổ chớp hiện vẻ kinh hãi, có một đạo năng lượng vô danh đang lầm lũi tiến vào trong không gian linh hồn hắn. Hắn là người rõ ràng nhất điều này. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được chuyện xảy ra bên ngoài hồn đàm, dù năng lượng kỳ dị kia chưa thể nào tiến được vào trong hồn đàm hắn nhưng vẫn còn đang tiếp tục xung kích. Nếu hắn không có bảo vật phòng hộ linh hồn, lúc này linh hồn nhất định đã bị công phá. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Lục Ly đã nắm giữ phương thức công kích linh hồn, hơn nữa cường độ còn không thấp. Được đến kết luận này, Khương Hổ vô cùng chấn kinh. Mặc dù hắn không biết công kích linh hồn, nhưng hắn xuất thân danh môn, đạo lý mưa dầm thấm lâu không phải là không biết. Chỉ nói riêng điểm cơ bản này thôi, muốn học được công kích linh hồn, nhất định phải có thầy dạy. Không có người dẫn đường, dựa vào bản thân tìm tòi mò mẫm là điều vô cùng khó khăn. Mà dù có thầy dạy bảo, muốn ngưng tụ ra lực lượng tấn công linh hồn, chí ít cũng phải đạt tới bất diệt cảnh, còn cần sớm tôi luyện linh hồn từ rất nhiều năm trước. Thần niệm bình thường chỉ như nước chảy nhỏ giọt, không hề có tính công kích. Thông thường thần niệm sẽ rất ôn hòa, chỉ có thể dùng để dò xét tình hình bốn phía làm sao có thể hình thành nên lực phá hoại cường đại. Bởi thế ngươi muốn học được công kích linh hồn, nhất định phải nghĩ cách khiến nước nhỏ giọt biến thành dòng chảy, rồi từ dòng chảy biến thành dòng nước xiết, cuối cùng hóa thành sóng lớn gầm thét ngất trời. Lục Ly mới 17 tuổi, rõ ràng chỉ vừa đột phá bất diệt cảnh, có được thần niệm còn chưa lâu. Nói cách khác Lục Ly tuyệt không khả năng tu luyện qua linh hồn, càng không có khả năng tôi luyện linh hồn mấy năm. Không có thuật tu luyện linh hồn, lại có thể nắm giữ được phương thức công kích linh hồn. Chẳng lẽ lục ly vô sự tự thông, hoặc là cường giả linh hồn trời sinh? Hô hô! Trong lúc Khương Hổ đang xa vào trầm tư, lục ly mở mắt ra. Thần thái có chút quể oải, xung kích nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn không thành công, linh hồn chính hắn còn bị phản vệ. Nếu cứ tiếp tục, linh hồn hắn nhất định bị thương, bởi thế đành phải dừng lại. Trong lòng lục ly rất thất vọng, vốn tưởng rằng linh hồn bản thân đặc biệt, thế mà ngay cả hồn đàm khương hổ đều không đâm xuyên vào được khương hổ thấy vẻ ủ rũ trong mắt lục ly đoán được phần nào tâm tư hắn không khỏi tròn mắt biểu môi nói lục công tử ngươi đúng là quái thai nếu ngươi nguyện ý gia nhập linh lung các chúng ta nói không chừng thái thượng trưởng lão sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử đến lúc đó hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ngồi lên vị trí trưởng lão ngoại đường ách sao lại nói thế lục ly nghi hoặc hỏi thủ đoạn vừa rồi của ngươi đã là một loại công kích linh hồn rất không sai khương hổ giải thích một câu sau đó hỏi ngược lại lục công tử ngươi xác định trước kia không ai dạy qua ngươi tu luyện linh hồn làm gì có ai lục ly ngơ ngác nói sau đó tròng mắt sáng rực lên hỏi vừa rồi thật có thể tính là công kích linh hồn thật đến không thể thật hơn được nữa khương hổ trùng trùng gật đầu quay sang một người nơi xa ngoắt nói khương lập ngươi qua đây một lúc một tên thanh niên nhanh chân đi đến nghi hoặc nhìn khương hổ và lục ly khương hổ chỉ vào hắn nói với lục ly lục công tử ngươi thử dùng công kích linh hồn như vừa rồi lên khương lập chẳng qua phải chú ý cẩn thận chút một khi đánh vào được hồn đàm liền lập tức rút về bằng không khương lập sẽ biến thành người điên được rồi nét mặt lục ly hiện đầy vẻ phấn chấn khương lập lại bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu khương hổ khoát tay trấn an nói yên tâm đi công kích linh hồn của lục ly không tính cường đại chưa tới mức phá hủy linh hồn ngươi đâu khương lập thở dài một hơi lại vẫn không dám khinh thường nhắm mắt tập trung toàn lực đề phòng lục ly lần nữa ngồi xếp bằng thả ra thần niệm lặng lẽ phát tán vào trong không gian linh hồn khương lập sau đó ngưng tụ thần niệm thành một mũi đao nhọn chậm rãi đâm tới hồn đàm lần này hắn đã có thể nhẹ nhàng tiến vào trong hồn đàm khương lập lục ly không dám đâm vào qua nhanh chỉ như một cơn gió mát thổi vào khương lập rõ ràng cảm giác được có nguồn năng lượng vô danh xâm nhập chẳng qua lục ly xâm nhập tương đối ôn hòa bởi thế không gây ra cảm giác nhói đâu chỉ thấy có chút không thoải mái ồ lục ly phát hiện khương lập không phản ứng tốc độ mũi nhọn thần niệm đột ngột tăng nhanh một chút đâm sâu vào trong hồn đàm khương lập a à. khương lập trên lên thống khổ tay ôm đầu lăn lộn trên đất cơ mặt hoàn toàn biến dạng tựa như ngực bị người đâm liền mấy trăm nhát hả lục ly vội vàng điều khiển mũi nhọn thần niệm chậm rãi rời khỏi hồn đàm khương lập sau đó mở to mắt nhìn lại khương lập khẩn trương hỏi vị huynh đệ này ngươi không sao chứ vù vù khương khinh linh và những người còn lại đều bị bừng tỉnh dồn dập lao đến khương khinh linh quét nhìn khương lập một cái hỏi xảy ra chuyện gì ai đã tấn công khương lập Thần sắc lục ly không giấu được vẻ lúng túng, Khương Hổ lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Khương Lập, thấy sắc mặt Khương Lập tái nhợt liền hỏi dò mấy câu, đợi khi xác định Khương Lập chỉ là linh hồn có chút nhói đau mà thôi, lúc này mới giải thích nói. "Không sao, vừa rồi là Lục công tử thử nghiệm công kích linh hồn. Chúc mừng Lục công tử, giờ ngươi đã được tính là một võ giả linh hồn." "Võ giả linh hồn?" Nét mặt Khương Kinh Linh và chúng nhân xung quanh tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Võ giả linh hồn không phải là danh xưng có thể tùy tiện kêu ra được. Khương Kinh Linh tròn mắt dạo một vòng quanh Lục Ly, nói: "Lục Ly, từ lúc nào mà ngươi học được công kích linh hồn? Là ai dạy ngươi?" Chính bản thân Lục Ly đều có chút mơ hồ, mãi tới trước khi tiến vào tiểu thế giới hắn mới học được cách phóng thích thần niệm. Hồn đàm hắn và hồn đàm bất diệt cảnh bình thường không có gì khác biệt, hắn chỉ là dùng thần niệm tiến vào hồn đàm người khác, thế là đột nhiên biến thành võ giả linh hồn. Chẳng lẽ thần niệm của ta trời sinh đã mang tính công kích? Nguyên nhân là vì ấn ký ngân long bên trong hồn đàm. Lục Ly cảm thấy chỉ có nguyên nhân này, bằng không căn bản không cách nào giải thích. Loại chuyện này hắn không muốn nói quá nhiều, liền quay sang chớp chớp mắt khương khinh linh ra dấu, kẻ sau chợt hiểu, lập tức bảo mọi người tán đi, chỉ giữ lại mỗi khương hổ. Đợi chúng nhân đi rồi, Lục Ly mới giải thích nói. Cụ thể thế nào ta cũng không quá rõ ràng có khả năng là thần niệm của ta trời sinh đã mang tính công kích. Bởi thế thần niệm ta dễ dàng đâm xuyên vào trong đầu người khác, thế là biến thành công kích linh hồn. Hả? Khương Kinh Linh nhớ tới biểu hiện khi nãy của Khương Thiên Thuận, kết hợp với chuyện lần trước, khi Lục Ly mới lần đầu tiên học được phóng thích thần niệm đã có thể xuyên đâm cấm chế, bất diệt cảnh bình thường nào có được năng lực như thế. Hoa! Nghĩ tới đây, Khương Kinh Linh kinh hô ra tiếng, nhìn Lục Ly mà cứ như đang nhìn quái vật. Nói, Lục Ly, chẳng lẽ ngươi chính là linh hồn thần thai trong truyền thuyết? Trời sinh liền đã biết được công kích linh hồn. Thế giới này có rất nhiều thiên địa thần thai, tỉ như Lục Linh liền là Hỏa Phượng thiên thai, trong truyền thuyết Trung Châu từng xuất hiện qua linh hồn thần thai, trời sinh liền hiểu được tu luyện linh hồn và công kích linh hồn. Nghe xong Khương Kinh Linh giới thiệu, Lục Ly lắc đầu. Hắn có thể khẳng định mình không phải linh hồn thần thai, hắn căn bản không hiểu được tu luyện linh hồn thần niệm sở hữu được tính công kích toàn là nhờ công ấn ký ngân long mặc kệ nguyên do gì có thể xác định một điều chắc chắn lục ly quả thực nắm giữ phương thức công kích linh hồn hiện tại đã miễn cưỡng tính là một võ giả linh hồn thế giới này có rất nhiều võ giả ở trung châu võ giả quân hầu cảnh nhiều như chó chạy ngoài đường nhưng võ giả linh hồn lại rất ít ngay như linh lung cát võ giả linh hồn cũng chỉ lác đắc mấy người thực sự tinh thông công kích linh hồn thì chỉ có mỗi thái thượng trưởng lão Số võ giả linh hồn lục gia có được cũng không nhiều, chẳng qua thái thượng trưởng lão lục gia bởi vì tu vi linh hồn đặc biệt mạnh, nhờ thế mới nằm trong nhóm võ giả đỉnh phong sừng sững tại Trung Châu. Bởi vậy có thể thấy địa vị võ giả linh hồn cực cao, Khương Hổ không phải lừa lục ly, nếu lục ly gia nhập linh lung cát, một vị trí trưởng lão ngoại đường hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chính bản thân lục ly cũng rất hưng phấn, tùy tiện nảy ra ý tưởng, mò mẫm một lúc liền tìm ra được một thủ đoạn công kích hữu hiệu. Phải biết Khương Lập chính là võ giả quân hầu cảnh, mặc dù chỉ là quân hầu cảnh trung kỳ, nhưng linh hồn người mang họ Khương chắc chắn không kém đi đâu được. Khương Kinh Linh còn cao hứng hơn cả Lục Ly, giới chỉ trên tay nàng lóe lên quang mang, lấy ra ba chiếc hộp ngọc ném cho Lục Ly, nói Lục Ly, đây là linh dược bồi bổ linh hồn, ngươi vừa mới đột phá bất diệt cảnh, cường độ linh hồn nhất định không đủ, ngươi nhanh luyện hóa ba gốc linh dược này đi. Chúng có thể giúp linh hồn ngươi đề thăng không ít, Ba gốc linh dược này đều là linh dược thất phẩm. Linh dược thất phẩm. Khương hổ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, khóe miệng thoáng nhếch lên, những vật này hắn đến cả nhìn đều không tư cách nhìn, mỗi gốc đều có giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được, thế mà Khương Kinh Linh mí mắt đều không nháy, trực tiếp ném cho Lục Ly. Lục Ly không chút thách khí thu lấy, hắn biết cường độ linh hồn mình không đủ, vừa rồi mới chỉ tấn công Khương hổ một lúc mà đã khiến hắn cảm thấy mỏi mệt, thiếu chút phản vệ bị thương, Thật sự là rất cần gia tăng cường độ linh hồn. Lục Ly. Khương Kinh Linh suy nghĩ một lát, sau đó bổ sung nói: Có rất nhiều phương thức công kích linh hồn, trước kia ta đọc qua một bản bí thuật, trong đó có rất nhiều giới thiệu về công kích linh hồn. Tỷ như công kích linh hồn có thể phân tán từ bốn phương tám hướng xâm nhập hồn đàm, còn có hồn lực có thể bao phủ toàn bộ hồn đàm kẻ địch, triệt để ngăn cách liên hệ với nhục thân mặt khác hồn lực còn có thể dùng các loại phương thức khác nhau xâm nhập hồn đàm tóm lại chỉ cần tận lực tìm đủ mọi cách dùng hồn lực xâm nhập linh hồn địch nhân sau đó phá hư hủy hoại linh hồn địch nhân là được cụ thể thế nào chính ngươi tự đi suy nghĩ sau khi rời khỏi đây ta sẽ giúp ngươi kiếm được bản bí tịch kia Khương Kinh Linh tựa như mở ra cho Lục Ly một cánh cửa dẫn đến thế giới mới, lúc trước hắn mới chỉ hiểu được dung hợp thần niệm thành mũi nhọn đâm xuyên vào. Lúc này hắn có rất nhiều mạch ý tưởng, mặc kệ bất luận là hình thức nào, chỉ cần có thể xâm nhập hồn đàm, phá hư linh hồn địch nhân, liền là công kích linh hồn cường đại. Giúp ta hộ pháp, ta trước luyện hóa linh dược. Lục ly hành sự rất quả quyết, ngay lập tức ngồi xếp bằng xuống, quay sang dặn dò Khương Kinh Linh một câu. Nếu có kẻ địch tới, lập tức đánh thức ta. Thấy Khương Kinh Linh khẽ gật đầu, Lục Ly lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở ra, phát hiện bên trong là một gốc linh thảo bán trong suốt, tán phát ra mùi thơm dụ người đây là kỳ vân căng, trực tiếp nhai nát nuốt vào là được. Khương Kinh Linh giải thích nói, lục ly cầm lên ném vào trong miệng, thứ này thực ra không cần nhấm nuốt, vào miệng liền tan, tản ra mùi hương thơm ngát, lục ly bất giác cảm thấy khoan khoái cả người. Một dòng nước ấm men theo ít hầu chảy vào trong bụng, lục ly không dám phân tâm, lặng lẽ dẫn đường cho dòng khí nóng kia tiến vào trong hồn đàm, tăng cường cho linh hồn. Khương Kinh Linh và Khương Hổ khoanh chân ngồi xếp bằng ngay bên cạnh, hộ pháp cho lục ly. Linh dược này vô cùng trân quý, nếu luyện hóa chậm trễ, dược lực rất dễ tản mát. Khương Hổ Khương Kinh Linh có chút nhàm chán, quan sát Lục Ly mấy lần, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi Khương Hổ. Ngươi cảm thấy Lục Ly thế nào? Khương Hổ nghĩ nghĩ rồi đáp. Kỳ tài ngút trời, dù không thức tỉnh huyết mạch cường đại, nhưng cũng đã rất lợi hại. Nếu không có gì ngoài ý, 10 năm sau tuyệt đối có thể dương danh Trung Châu, trở thành một cường giả thiên tài tuyệt thế. Nghe được Khương Hổ đánh giá Lục Ly cao như vậy, mắt Khương Kinh Linh cười tít lại thành vần trăng khuyết, nàng ngây người nhìn Lục Ly một lúc, sau đó mới nghiêm túc thấp giọng nói. Khương Hổ, ngươi cảm thấy Lục Ly làm rễ Khương gia chúng ta được không? Nói xong, sắc mặt Khương Kinh Linh thoáng đỏ hồng, ánh mắt lại sáng rực, phong tình thiếu nữ khiến Khương Hổ nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ. Trong mắt Khương Hổ chớp qua một tia đố kỵ, viên minh châu linh lung các này, thanh niên tuấn ngạn linh lung thành nào mà không mơ có được. Khương Hổ càng là đã thầm mến Khương Kinh Linh rất nhiều năm. Ai? Song hắn cũng rất rõ ràng thân phận bản thân, hắn không xứng với Khương Kinh Linh, cũng tuyệt đối không thể cưới Khương Kinh Linh. Thế là đành phải giấu đắng chát vào sâu tận đáy lòng, miễn cưỡng cười nói. Lục công tử là lương phối, chẳng qua thân phận hắn tương đối đặc thù. Hắn là con em Lục gia bị trục xuất khỏi gia tộc, nếu muốn trở thành con rể Khương gia chúng ta, độ khó rất lớn huống hồn tiểu thư còn là thiên kiêu tương lai, khả năng các ngươi kết hợp được với nhau, rất thấp. Hừ hừ. Nghe đến đó sắc mặt Khương Kinh Linh thoáng chuyển lạnh, trong mắt lộ ra sát khí, cười gằn nói. Ngươi cũng đã nói ta là thiên kiêu tương lai, nếu chiến lực ta mạnh hơn Khương Vô Ngã thì sao? Đến lúc ấy nếu ai ngăn cản ta, ta liền giết kẻ đó. Nhìn bộ dạng sát khí đằng đằng của Khương Kinh Linh, nội tâm Khương Hổ không khỏi kịch chấn, lúc này hắn thậm chí có xung động vung đao chặt chết lục ly. Khương Kinh Linh là hy vọng tương lai của Khương gia, hắn thực sự không muốn nhìn thấy cảnh Khương Kinh Linh vì lục ly mà hủy đi chính mình, hủy đi Khương gia. Cuối cùng Khương Hổ vẫn không có lá gan đó, một là hắn động thủ chưa chắc đã giết được lục ly, ngược lại còn bị phản giết. Thứ hai là bởi vì hắn không muốn Khương Kinh Linh thương tâm, thứ ba là trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận lục ly ưu tú hơn mình, càng thích hợp Khương Kinh Linh hơn mình nói xong câu kia, Khương Kinh Linh liền trầm mặt ngồi đó suy tư. Khương Hổ cũng không lên tiếng, mà chỉ tập trung phóng thích thần niệm thăm dò tình hình bốn phía. Thời gian từ từ trôi qua, Lục Ly luyện hóa kỳ vân căng khá nhanh, chỉ mất chừng hai ba canh giờ đã luyện hóa được bảy tám phần. Hồn đàm hắn không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là cảm thấy linh hồn càng thêm ngưng luyện. Đông đông đông, lại đi qua nửa canh giờ, từ phía bắc chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân rầm rập. Khương Kinh Linh và Khương Hổ đồng thời mở mắt, ngước nhìn về phương xa. Nghe một lát mới phát hiện chỉ có sáu tiếng bước chân, mọi người liền cũng không quá để ý, chỉ là sáu tên mang tộc mà thôi. Lục Ly cũng cảm ứng được, hắn không ngừng lại luyện hóa linh dược, sáu tên mang tộc thì đám người Khương Kinh Linh hoàn toàn đủ sức ứng phó. Khương Hổ, chúng ta đi nghênh chiến, ba người các ngươi ở lại bảo hộ Lục Ly. Khương Kinh Linh vung tay lên, lưu lại ba tên nữ tử, những người khác dùng dập đứng dậy đi theo Khương Kinh Linh chạy tới nơi xa, chủ động tìm kiếm mang tộc khai chiến. Phệ hồn ma điệp của Khương Kinh Linh có thể nhẹ nhàng chấn nhiếp mang tộc, công kích từ đám người Khương Hổ cũng có thể phá tan phòng ngự của mang tộc, sáu tên mang tộc không phải vấn đề gì quá lớn. Không đúng. Nhưng đợi lúc chúng nhân vọt đến, Khương Hổ lập tức kêu lên, sắc mặt đại biến. Bởi vì trên lưng sáu tên mang tộc kia rõ ràng cuốn lấy một sợi dây leo, ánh mắt đờ đẫn, tựa như cái xác không hồn, nhìn không giống như là mang tộc bình thường. Khạch khạch, nhân tộc, giết. Một tiếng cười âm trầm vang lên, sau lưng mang tộc đột nhiên toát ra từng cái đầu người nho nhỏ. Bộ dạng những người này vô cùng xấu xí, trong mắt toàn là vẻ dâm tà ác độc, vừa nhìn liền khiến người cảm thấy buồn nôn, rất là không thoải mái. Ma tộc Thoáng chốc, Khương Kinh Linh và Khương Hổ liền kịp hồi thần lại, sáu tên mang tộc này đã bị ma tộc khống chế, từ số đầu người nhô ra từ sau lưng thì thấy, nhân số ma tộc không ít, tối thiểu cũng phải hơn 20 tên. Trốn. Khương Kinh Linh không chút do dự, lập tức phóng thích bản mệnh châu bay ngược ra sau, đồng thời hét lớn một tiếng. Lục Ly, nhanh tỉnh lại, có ma tộc. Ma tộc là một chủng tộc rất đặc thù, chủ yếu tập trung ở thần doanh đại địa, nghe nói ma tộc là tạp giao giữa đại tộc viễn cổ và thú tộc, tính cách biến thái âm độc bạo ngược, khát máu hiếu chiến, bộ dạng hơi thấp, có được thần thông thiên hướng âm độc, ngay cả áo nghĩa cảm ngộ được đều là loại tà ác hắc ám. Trước khi vào đây Khương Thiên Thuận đã cảnh cáo Khương Kinh Linh, trong tứ tộc nguy hiểm nhất thật ra không phải vu tộc, mà là ma tộc. Bởi vì vu tộc sẽ chỉ dùng độc và cổ, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không trúng chiêu, ma tộc lại khác. Thủ đoạn ma tộc âm tàn cây độc lại còn biết được rất nhiều. Nhưng những thủ đoạn này Khương Thiên Thuận không nói cho Khương Kinh Linh, bởi vì đây là quy củ thí ma điện vào trong tiểu chiến trường không chỉ là để lập chiến công mà còn là để liều mạng nếu không thể sống sót đi ra ngươi dựa vào cái gì mà một đường lên thẳng mây xanh không trải qua khảo nghiệm máu và lửa võ giả làm sao kích phát tiềm năng làm sao tấn tốc cường đại lên được bởi thế cương kinh linh vừa nhìn thấy nhiều ma tộc như vậy theo bản năng điều đầu tiên nghĩ tới là trốn trốn ra xa xa chứ không phải ăn thua đủ với đám ma tộc này lục ly mở mắt ra dược lực linh dược đã được luyện hóa gần hết, nếu thêm được chừng hai nén hương thì càng hoàn mỹ. Hắn ngước mắt nhìn về phía bắc, thần sắc lạnh lẽo dị thường, vung tay lên quát khẽ nói. Ba người các ngươi trốn trước, lập tức. Ba tên nữ tử đều là tiểu thư cành vàng là ngọc của các đại gia tộc, mặc dù có chút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vừa nghe đến ma tộc sắc mặt lập tức đại biến. Thấy lục ly phất tay, các nàng vội vàng bay đi. Ông! Trên người lục ly lấp lánh bạch quang, biến ra vô số tên lục ly, tổng cộng hơn 60 lục ly rải khắp núi đồi, đồng loạt phi hành lao về phía sáu tên mang tộc. Ma tộc đều ở phía sau mang tộc, tốc độ bọn hắn có vẻ không nhanh cho nên mới phải khống chế mang tộc làm khôi lỗi, bản tôn lục ly thì lại bay tới chỗ Khương Kinh Linh, mệnh luân tầng 4 cấp tốc xoay tròn, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã tới bên người Khương Kinh Linh. Đi lên. Lục ly quát khẽ một tiếng, Khương Kinh Linh thu hồi bản mệnh châu, đứng lên trên mệnh luân của lục ly sáp lại bên người lục ly khương kinh linh bất giác an tâm không ít tự hồ chỉ cần có lục ly ở bên trời sập xuống hắn đều có thể chống đỡ được các ngươi rút lui trước tập hợp ở chỗ cũ lục ly quá khẽ sau đó điều khiển những phân thân kia lao tới sáu tên mang tộc đang cùng chạy tới nơi này đám người khương hổ liếc nhau cắn răng lùi ra sau tốc độ bọn hắn không bằng mang tộc tốc độ lục ly lại siêu quá nhân hoàng sơ kỳ bởi thế bọn hắn không kiên trì đi xuống đoạn hậu làm thế ngược lại sẽ liên lụy lục ly và khương kinh linh Khạch khạch, chúc tài mọn một tên ma tộc cười lên hai tiếng quá dị sau đó hắn tung người bay vọt lên đứng ở trên đầu mang tộc lúc này lục ly và khương kinh linh mới thấy rõ ràng bộ dạng ma tộc tên ma tộc này chỉ cao chừng thước rưỡi gầy khọm trên cổ và trên cánh tay bắp chân toàn là hình xăm màu đen hình xăm là từng con rắn độc nhìn rất khủng bố trong tay tên ma tộc này còn có một chiếc quyền trượng ngắn nhỏ ngoại hình như thế khiến Lục Ly cảm thấy rất quen mắt, có chút tương tự minh xà bà bà của thần nữ cung trước đây. Lục Ly nghi hoặc dò hỏi. Sao ma tộc lại biết ngôn ngữ của chúng ta? Nghiêm cách mà nói ma tộc cũng được tính là hậu duệ biến dị của nhân tộc, là chủng tộc đẳng thù ra đời từ sự kết hợp giữa nhân tộc và một chủng tộc viễn cổ. Sau đó chủng tộc đặc thù kia lại lần nữa kết hợp với thú tộc, tạo thành ma tộc như hiện giờ. Bởi vì lịch sử ma tộc tương đối lâu đời, bởi thế mới cắn trả lại, nói bọn hắn mới là chính thống, nhân tộc là do ma tộc tạp giao mà ra. Ma tộc rất giỏi học tập, không chỉ ngôn ngữ nhân tộc, ngôn ngữ vũ tộc mang tộc vu tộc chúng đều hiểu. Khương Kinh Linh vừa mới giải thích xong, tiểu quyền trượng trong tay tên ma tộc kia đã phát sáng lên, sau đó hắn hét lớn một tiếng, vô số hình xăm trên người bắt đầu tuôn động. Tiếp sau, hắc xà bắn ra đầy trời, lao vụt về phía đám phân thân của lục ly. Minh xà Lục ly chớp chớp mắt, song càng nhìn càng thấy không giống, bởi vì minh xà của minh xà bà bà là hư ảnh, trong khi đám hắc xà này lại đều là thực thể, đều là từng con rắn độc thật sự, mắt tam giáp chớp hiện u quan khiến người lạnh gáy. Phanh phanh phanh, Rắn độc màu đen xông vào trong phân thân lục ly, lần lượt kích nổ từng chiếc phân thân, còn chúng thì lại không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, sau đó hóa thành từng đạo hát quan bay thẳng tới bản tôn lục ly. Đông 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 mang tộc cấp tốc lao nhanh không ngừng rút ngắn khoảng cách với lục ly khương kinh linh từng tên ma tộc bay vụt lên đứng ở trên đầu và bả vai mang tộc ai nấy đều giơ quyền trượng các loại hình xăm trên thân tuôn động bắn ra những độc vật này không hoàn toàn chỉ mỗi rắn độc mà có rết bọ cạp độc trùng vân vân sau khi từng tên ma tộc vung vẩy quyền trượng độc vật tức thì bắn ra đầy trời nhất thời khiến cho lục ly và khương kinh linh tưởng rằng kẻ địch mình gặp không phải ma tộc mà là vu tộc vù vù. Bỗng nhiên, tên ma tộc đầu tiên bay vụt lên khẽ khu múa quyền trượng một cái, từ mặt bắt chợt bay tới một trận âm phong. Thoáng chốc trời đất bốn phía tối sầm, các bay đá chạy, quỷ ảnh lấp lánh, cảm giác tựa như tiến vào địa ngục. Lục ly Khương Kinh Linh nói cho cùng vẫn là một thiếu nữ, lập tức bị dọa cho hoa dung thất sắc, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay lục ly, thân hình khe khẽ run rẩy. Hừ. Dù nét mặt lục ly đầy vẻ trang nghiêm, nhưng trong lòng lại không quá lo lắng, đây chỉ là mánh khóe dọa người thôi. Hắn một bên khống chế mệnh luân cấp tốc lui lại, một bên lần nữa phóng thích phân thân bay múa đầy trời, che mắt kẻ địch. Phân thân thần kỹ là kỹ năng đào mạng vô cùng cường đại, chỉ cần người khác không nhìn ra chân thân, liền không giết chết được hắn. Tốc độ mang tộc tuy nhanh, song so với hắn lại kém xa, chỉ là độc vật quá nhiều, thoáng chốc phân thân hắn liền đã bị vô số độc vật đánh trúng, rất nhanh lại bị đánh tan hết cả. Hưu. Đột nhiên, bùng đất dưới chân nổ tung, một bóng người tóe bắn mà ra. Trong tay cầm theo một chiếc gai nhọn lấp lánh lục quang, trong mắt đỏ ngầu màu máu, sát khí bao phủ toàn thân lục ly và khương kinh linh, tốc độ cực nhanh, không hề thua kém gì lục ly ở trạng thái toàn thịnh. Hả? Kinh nghiệm chiến đấu của Khương Kinh Linh không đủ, vừa rồi tâm hồn lại bị chấn nhiếp hù dọa, lúc này lập tức mất đi phương tắc. Lục Ly cũng bị hù không nhẹ, tốc độ như thế, chẳng lẽ người này là nhân hoàng. Không phải nhân hoàng. Lục Ly phản ứng rất nhanh, nếu là nhân hoàng hẳn đã sớm ngưng tụ vực trường, bọn hắn trực tiếp ngẩn cổ chờ chết từ lâu rồi. Người này khẳng định là có bí thuật đặc biệt nào đó, có thể đề thăng tốc độ trong thời gian ngắn. Chết đi. Lục Ly bạo rống một tiếng, thần niệm lập tức tuôn trào ra, hóa thành đao nhọn xông vào trong đầu người kia, đâm xuyên mà đi. A. À. Tức thì Người kia ôm đầu hét lên thống khổ ngay giữa không trung, địch nhân trúng chiêu Lục Ly đương nhiên sẽ không khách khí, nhanh chóng điều khiển mệnh luân hung hăng nghiền ép tới. Quanh! Người này bị mệnh luân của hắn nghiền ép, biến thành một đống thịt nát, mệnh luân Lục Ly lại chỉ cày ra được một hố nhỏ sâu nửa thước trên mặt đất, đủ thấy đất đá nơi này cứng rắn cỡ nào. Đất đá cứng rắn thế này, vậy mà ma tộc vẫn có thể hành tẩu tự nhiên dưới lòng đất, đúng là cường đại. Lục Ly ngấm ngầm kinh hãi mệnh luân xoay tròn, phá không mà lên, tiếp tục triệt thoái về nơi xa. Đám ma tộc đuổi theo thấy một tên ma tộc bị lục ly giết chết, lập tức phẫn nộ kêu hét, quyền trượng trong tay tên ma tộc đi đầu khu múa càng lợi hại, âm phong và tiếng quỷ kêu bỗng chốc cường đại gấp mấy lần. Ồ! Không ngờ âm phong và quỷ âm này lại có được chút năng lực công kích linh hồn. Lục Ly đột nhiên phát hiện ấn ký ngân trong hồn đàm chợt sáng trực lên, trong lòng không khỏi giật mình, hóa ra là có năng lượng vô danh định xâm nhập vào trong hồn đàm của hắn. Quả thực lợi hại, những tia năng lượng vô danh này nhất định có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh, khiến người xa vào trong ảo cảnh. Một khi thần hồn bị nhiếp, không cần ma tộc tấn công, sợ rằng linh hồn đều sẽ bị dọa cho sụp đổ. Đầu óc lục ly cấp tốc chuyển động, trong lòng đắn đo, cân nhắc có nên quyết một trận tử chiến với đám ma tộc này hay không. Vạn nhất lại tới mấy tên ma tộc có được tốc độ tương đương tên vừa rồi, lại bỏ qua bọn hắn đuổi theo truy sát đám người khương hổ, đám người khương hổ nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Khương Kinh Linh, ta muốn xử lý toàn bộ đám ma tộc này, ngươi có sợ không? Nếu ngươi sợ, ta mang theo ngươi đào mang trước. Cuối cùng Lục Ly giao quyền quyết định lại cho Khương Kinh Linh, nếu Khương Kinh Linh sợ đánh, hắn liền sẽ không làm loạn, làm vậy sợ rằng sẽ hại chết Khương Kinh Linh. Nhìn trong mắt chất đầy sát khí của Lục Ly, lá gan Khương Kinh Linh bất giác lớn thêm mấy phần nàng cắn răng nói ngươi muốn đánh ta liền bồi ngươi đánh dù có là địa ngục ta cũng bồi ngươi chạy một vòng nếu tốc độ ma tộc không nhanh có lẽ lục ly sẽ không chọn cách ăn thua đủ khăng khăng tên ma tộc vừa rồi kia lại có được tốc độ sánh ngang với hắn hắn liền không thể không thận trọng ứng đối hơn nữa ma tộc gặp được bây giờ rõ ràng mới chỉ là ma tộc bình thường nếu gặp phải ma tộc bình thường đều trốn chạy bọn hắn vào đây lại có nghĩa lý gì Lục Ly vừa mới nắm giữ công kích linh hồn, tự tin dân cao, bên người còn một thiên kiêu tương lai có được huyết mạch bác phẩm, Lục Ly dám khẳng định, dù không địch lại chí ít bọn hắn vẫn có thể đào tẩu. Chiến Lục Ly hạ quyết tâm, then chốt nhất chính là đám người này không ai có thể nhìn ra được chân thân của hắn, hắn có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân. Phân thân Hắn quát khẽ một tiếng, hóa ra hơn 60 tên Lục Ly khác nhau, Khương Kinh Linh cũng huyển hóa thành hơn 60 người lần này lục ly không điều khiển phân thân phóng tới đám ma tộc mang tộc mà tản ra khắp bốn phương tám hướng giả bộ định chạy trốn muốn trốn tên tiểu tử ma tộc dẫn đầu kia quát lạnh một tiếng quyền trượng khua múa càng nhanh bốn phía phong vân biến ảo triệt để hóa thành đêm tối ma tộc đều ẩn vào trong hắc ám rất tà môn chính là toàn bộ phân thân của lục ly lại đều lấp lánh quan mang hoàn toàn bại lộ trong mắt kẻ địch cục diện thoáng chốc liền biến thành địch tối ta sáng mánh khóe quỷ mị định hù dọa ai lục ly cười lạnh một tiếng nhỏ giọng dặn dò khương kinh linh sau đó hít một hơi thật sâu hai tay ngửa ra sau bất ngờ há mồm gầm thét một tiếng như lôi đình phá lục ly phóng thích long ngâm thần kỹ cuồng phong gào thét tầng tầng không gian chấn động tiếng trống kinh thiên truyền khắp tứ phía chấn thiên động địa vang vọng không ngừng hắc ám xung quanh bỗng chốc tan biên quang minh tái hiện Lúc này vô số ma tộc chính đang lao nhanh dưới mặt đất, cấp tốc phóng tới từng phân thân của lục ly, trong mắt ai nấy đều chất đầy vẻ ngạc nhiên và kinh hãi. Quả nhiên Long Ngâm thần kỹ không gây ra được tác dụng gì quá lớn đối với đám ma tộc này, mà nghĩ Khương Kinh Linh cũng chỉ thoáng chút đau nhói mà thôi. Mặc dù so ra uy lực Long Ngâm thần kỹ không tính lớn, nhưng Long Ngâm thần kỹ lại có thể chấn động không gian, phó vỡ huyễn cảnh do ma tộc ngưng tạo nên. Phân thân, toàn bộ phân thân lục ly bị đánh tan hắn lại lần nữa phân thân tiếp tục giả bộ chạy trốn chân thân thì âm thầm tìm hành tới chỗ hai tên ma tộc phía bên trái phóng thích vệ hồn ma điệp tấn công bọn hắn lục ly quát lớn khương kinh linh lập tức nghe theo ma điệp đầy trời bay múa mà đi bao trùm lấy hai tên ma tộc ở trước mặt vệ hồn ma điệp hai tên ma tộc này rõ ràng đều là người biết hàng sắc mặt tức thì đại biến kêu to lên từ trong người bọn hắn trắng chết thi nhau bắn ra ý đồ đánh giết hoặc ngăn cản vệ hồn ma điệp không cho vệ hồn ma điệp áp sát lại gần nhưng mà vệ hồn ma điệp là hư ảnh không phải là chân thân nhẹ nhàng liền xuyên qua tràn vào trong người hai tên ma tộc vệ hồn ma điệp cấp sáu há là thứ hai tên ma tộc này có thể chống đỡ thoáng chốc thần hồn cả hai tên ma tộc đều bị chấn nhiếp phóng thích bản mệnh châu đâm chết bọn hắn lục ly lần nữa hạ lệnh Khương Kinh Linh lập tức phóng thích bản mệnh châu hung hăng đụng tới hai người kia. Quanh! Mặt đất hiện ra một hố to tướng, hai tên ma tộc bị nghiền thành thịt nát, đám ma tộc xung quanh lập tức phẫn nộ kêu hét, điên cùng vọt tới bên này. Thu lại bản mệnh châu, rút lui. Lục Ly nhếch môi cười lạnh, Khương Kinh Linh thu hồi bản mệnh châu. Sau đó Lục Ly lại huyển hóa ra mấy chục phân thân, chia ra hơn 20 tên giả bộ đi công kích đám ma tộc vọt tới, bản tôn thì lại lặng lẽ trốn đi phanh 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 nương theo từng phân thân bị phá hủy ma tộc phát hiện tất cả đều là giả không khỏi càng thêm phẫn nộ chỉ là tốc độ lục ly quá nhanh hơn nữa còn biết phân thân bọn hắn biết làm gì được quanh chẳng mấy chốc lục ly và khương kinh linh lại lần nữa ra tay khóa chặt hai tên ma tộc công tới vẫn là lục ly chỉ huy khương kinh linh động thủ phệ hồn ma điệp bay đến bản mệnh châu nghiền ép xuống lại thêm hai tên ma tộc biến thành thịt nát tiếp đó lục ly mang theo khương khinh linh bỏ trốn bất dạng đầy khắp núi đồi toàn là phân thân căn bản không biết đuổi thế nào rầm 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 lục ly giết hai tên bên này rồi lại giết hai tên bên kia khương khinh linh dần xua tan sự sợ hãi đối với ma tộc không khỏi hưng phấn dị thường nàng chẳng cần nghĩ gì hết cứ ra tay theo lệnh lục ly chỉ huy là được tùy theo từng tên ma tộc bị giết nàng càng lúc càng hưng phấn cảm giác không phải như đang đánh giết ma tộc mà là như đang chơi một trò chơi vô cùng hấp dẫn. Lục Ly, tên ma tộc kia xấu quá, chúng ta đi giết hắn, thế nào? Lục Ly, hay là chúng ta chơi lớn một lần, phía bên kia có 7-8 tên ma tộc, tới giết sạch chúng, được không? Đám ma tộc này quá yếu, chưa được bao lâu đã bị đè chết rồi, chán thật. Lục Ly thật không biết phải nói gì, vừa rồi là ai bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Song hắn không nghe theo đề nghị của Khương Kinh Linh, mà đang không ngừng quan sát thế cục, tìm kiếm ma tộc dễ diệt sát nhất. Hắn còn chưa thăm dò được thủ đoạn của ma tộc, tự nhiên không dám mạo hiểm, một khi xuất hiện sai lầm, cái giá phải trả có thể là tính mạng của hắn và Khương Kinh Linh. Bởi thế hắn không thể làm liều, mỗi một bước đi đều phải được tính toán kỹ càng. Chỉ sau một nén hương, hơn 20 tên ma tộc thì đã bị Lục Ly và Khương Kinh Linh giết mất 11 tên. Riêng mang tộc Lục Ly lại không giết tên nào, bởi vì những mang tộc này chỉ là khôi lỗi cũng không gây ra được sát thương quá lớn lui tên thủ lĩnh tiểu đội ma tộc nghe truyện trên tv audio cv rất cục sợ hắn biết cứ tiếp tục thế này toàn bộ ma tộc bao gồm cả hắn đều sẽ chết ở đây nguyên một đám ma tộc tụ lại cùng một nơi nấp sau lưng hai tên mang tộc trên lưng mang tộc toàn là dây leo đám ma tộc ai nấy đều giơ tay bắt lấy dây leo như vậy sẽ không rơi xuống hai tên mang tộc nhanh chân đào tẩu bốn tên mang tộc còn lại thì vọt tới chỗ lục ly chu y đồng và xích sắt trong tay vung lên rợp trời ùng ùng đánh tới muốn chạy lục ly mau đuổi theo không thể cho bọn hắn trốn mất khương kinh linh dết đến hứng khởi vội vàng thúc giục lục ly truy sát lục ly nghĩ nghĩ liền cũng điều khiển mệnh luân đuổi theo dù sao tốc độ hắn đủ nhanh hoàn toàn có thể từ từ mài chết đám ma tộc này diệt sát từng tên từng tên một hơn nữa lục ly còn muốn bắt một tên ma tộc làm nô lệ dùng để thí nghiệm công kích linh hồn. Lục Ly phân thân ra, sau đó nhẹ nhàng lách mình tránh qua bốn tên mang tộc, tấp tốc đuổi theo hai tên ma tộc đang đào tẩu. Vẹn vẹn nửa nén hương, hắn liền đã nhẹ nhàng đuổi kịp, liếc thấy sắc mặt hoảng hốt của tám tên ma tộc treo sau lưng mang tộc, trong lòng Lục Ly và Khương Kinh Linh đều dâng lên khoái cảm như đang săn thú thành công. Không đúng. Xong rất nhanh Lục Ly liền cảm giác được có gì đó không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. Khương Kinh Linh thấy thần sắc đó của Lục Ly, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, nàng chăm chú nhìn đám ma tộc kia mấy lần, kinh hô nói. Không đúng, thiếu đi mấy tên ma tộc. Đúng rồi. Lục Ly cũng kịp nhận ra, vừa rồi có hơn 10 tên ma tộc đào tẩu, giờ lại chỉ còn 8 tên, hắn vội lần nữa phóng ra phân thân, đồng thời bản tôn đang định rời khỏi chỗ này. Phanh phanh phanh. Từng tầng mặt đất dưới chân đột nhiên nổ tung, tiếp đó năm đạo thân ảnh tóe bắn mà ra, trong tay mỗi tên ma tộc đều cầm theo một chiếc gai nhọn lấp lánh u quang. Ông Cùng lúc, thân thể đám ma tộc trên thân mang tộc cũng lóe lên hắc quang tốc độ tăng nhanh, hóa thành từng đạo bóng đen vọt tới lục ly và khương kinh linh. suy Tên thủ lĩnh tiểu đội mang tộc kia chợt tan biến ngay giữa không trung, tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Sâu trong linh hồn lục ly và khương kinh linh dâng lên cảnh giáo nguy hiểm trí mạng, tựa hồ chỉ một giây sau liền sẽ bị giết chết. Âm mưu Ma tộc rút lui chỉ là giả tượng, đây là âm mưu, nhìn vẻ bạo ngược và hung tàn trong mắt đám ma tộc kia, rõ ràng chúng căn bản không nghĩ tới đào tẩu, khi nãy rút đi chỉ là nhằm dụ lục ly và khương kinh linh vào bẫy. Chuẩn bị liều mạng Trong mắt lục ly lấp lánh hàng quang, tốc độ kẻ địch tăng nhanh, giờ đã không kịp trốn, chỉ còn cách liều mình tự chiến. Đối với lục ly mà nói, đám ma tộc vọt tới trước mặt và ma tộc bay vụt lên từ dưới đất không có uy hiếp gì quá lớn, uy hiếp lớn nhất là ở chỗ tên thủ lĩnh tiểu đội ma tộc đột nhiên bốc hơi kia chỉ chớp mắt trong lòng lục ly đã có kế hoạch ứng đối hắn phân ra mấy chục phân thân phóng xuống dưới đi cầm chân bảy tên ma tộc đang vọt đến đồng thời quát to với khương kinh linh phóng thích vệ hồn ma điệp và bản mệnh châu nện xuống đám ma tộc dưới kia đoạn thời gian này khương kinh linh đã quen với việc nghe lệnh chỉ huy từ lục ly giờ đây căn bản không chút nào do dự lập tức thả ra vệ hồn ma điệp và bản mệnh châu bay vụt xuống dưới. Vù vù. Hình xăm trên người năm tên ma tộc phía dưới khẽ động, biến thành từng con rắn rết bọ cạp bay thẳng lên, lục ly há mồm trầm hống. Cút. Long ngâm thần kỹ không có ảnh hưởng quá lớn đối với ma tộc, nhưng lại có thể chấn động không gian, dẫn lên cuồng phong gào thét. Vừa hô lên, tầng tầng không gian dưới chân lập tức ba động, cuồng phong cuốn thốc tới, khiến cho tốc độ đám độc vật kia giảm mạnh tốc độ độc vật chậm đi phệ hồn ma điệp lại không bị ảnh hưởng thoáng chốc liền tràn vào trong người năm tên ma tộc phía dưới tiếp đó bản mệnh châu hung hăng nghiền áp xuống đè lên năm tên ma tộc bản mệnh châu quá lớn rất nhanh liền nghiền năm tên ma tộc thành thịt nát quả nhiên năm tên ma tộc chết đi độc trùng dồn dập tứ tán không còn tiến công lên nữa lục ly như trút được gánh nặng dù hắn đã sớm suy đoán ra kết quả này nhưng nếu sai một bước hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng bởi vì kẻ địch lớn nhất của hắn không phải năm tên kia cũng không phải bảy tên ma tộc đang vọt đến từ đằng sau mà là tên thủ lĩnh tiểu đội ma tộc vừa rồi đột nhiên biến mất ngay giữa không trung khương khinh linh phóng thích vệ hồn ma điệp tấn công bảy người kia lục ly bạo rống một tiếng tiếng nói này vận dụng long ngâm thần kỹ, dẫn lên chấn động rền vang mà nghĩ khương khinh linh khẽ đau nhói lúc này lục ly bỗng chợt nhắm mắt lại thả ra thần niệm đi cảm ứng không gian bốn phía. Xuy suy Không gian trên đỉnh đầu nổi lên gợn sóng, tiếp đó một bóng người như U Linh hiện ra, một chiếc gai nhọn lấy tốc độ cực kỳ khủng bố đâm thẳng tới đầu Lục Ly. Dù cho Lục Ly đang một mực cảm ứng không gian ba động, nhưng nơi người này xuất hiện lại ở ngay trên đỉnh đầu Lục Ly, tốc độ tấn công thực sự quá nhanh, căn bản không kịp tránh né hay phản ứng. Thời khắc sống còn, Lục Ly lại vẫn không chút bối rối, thần niệm hóa thành mũi đao nhọn đột nhiên đâm vào não hải tên ma tộc trên đỉnh đầu. Đồng thời cánh tay giấu trong tay áo tay biến thành huyết trảo, hung hăng chọc tới gai nhọn. Ông! Cùng lúc, hình xăm rắn độc trên người tên thủ lĩnh ma tộc kia cũng động, hóa thành hắc quan đầy trời cắn tới lục ly, nếu lục ly không ngăn trở, hắn sẽ bị rắn độc cắn chết tươi. Vấn đề là, nếu lục ly đi tấn công rắn độc, hắn sẽ không cách nào ngăn cản gai nhọn trong tay ma tộc, đến khi ấy kết cục vẫn là một chữ chết khương khinh linh vừa mới phóng thích vệ hồn ma điệp công tới bảy tên ma tộc phía xa xa lúc này khó mà phản ứng kịp nàng trợn tròn mắt nhìn lên mấy chục con rắn độc từ trên không bay vụt xuống lập tức bị dọa sợ không biết phải ứng đối thế nào tiểu bạch lục ly biết tạm thời không cách nào dựa được vào khương khinh linh mà dù hắn để khương khinh linh ra tay sợ rằng cũng không ngăn cản nổi mấy chục con rắn độc này đành phải gửi gắm hết hy vọng lên thân tiểu bạch Tiểu Bạch và Khương Kinh Linh cùng lúc tắm gội trong thần quang, được được một ít thần lực, lúc này vốn là đang ngủ say. Nhưng bị tiếng bão rống kinh thiên của Lục Ly chấn tỉnh, hoặc cũng có thể là nó cảm nhận được nguy cơ nên kịp thời tỉnh lại. Thế là lập tức hóa thành một đạo bóng trắng bắn ra, trên thân tán phát khí tức vô danh, lông bờm dựng đứng cả lên, gầm thét phẫn nộ với đám rắn độc đang bay xuống từ trên không. Vù vù. Tốc độ đám rắn độc bất ngờ giảm mạnh, sau đó hoảng hốt tán ra bốn phía, Lục Ly không còn có gì phải băng khoăn, huyết trảo tức thì chộp tới gai nhọn đang đâm đến đỉnh đầu. Ầm. Uhm. Gai nhọn rõ ràng không phải huyền khí thánh giai, bị huyết trảo của Lục Ly dễ dàng bẻ vụn, huyết trảo một đường đánh thẳng tới, bóp nát đầu tên thủ lĩnh tiểu đội ma tộc, một chùm mưa máu theo đó vung vẩy xuống. A. À. Khương Khinh Linh vội vàng né đi, tránh khỏi bị lây dính mưa máu, Lục Ly lại bị mưa máu dội cho ướt sũng cả người toàn là máu tươi và thịt nát, bộ dạng nhìn dữ tợn dị thường. Hô hô! song hắn lại không mấy để tâm, miệng thở vào một hơi, vừa rồi nếu không phải tiểu bạch tỉnh lại kịp thời, hắn liền đã rơi vào nguy hiểm. Tên thủ lĩnh tiểu đội ma này quả nhiên biến thái, không ngờ lại có thể xoải qua hư không, tốc độ còn khủng bố như thế. Lục ly, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, là ta vô dụng. Khương Kinh Linh cuốn cùng đi tới, trên mặt đầy vẻ xấu hổ vừa rồi nàng cứ đứng ngay ra giữa lúc lục ly đối mặt sinh tử mà nàng lại chỉ biết đứng nhìn điều đó khiến nàng rất tự trách không sao không trách ngươi lục ly nhếch môi cười khẽ dù sao khương kinh linh cũng là tiểu thư xuất thân đại gia tộc chưa từng trải qua đại chiến sinh tử năng lực chịu đựng của tâm lý tương đối thấp thời khắc then chốt không kịp phản ứng cũng là điều bình thường đổi lại thành tiểu thư khác sợ rằng sớm đã bị dọa cho ngất xỉu đi Vết tên ma tộc khó chơi nhất đã bị giải quyết, bảy tên ma tộc còn lại đã không đủ gây sợ. Lục ly sát khí đằng đằng quét nhìn đám ma tộc, quát khẽ. Phóng thích bản mệnh châu nện chết sáu tên, lưu lại một tên, ta muốn bắt sống. Phía bên kia, toàn bộ ma tộc đều đã bị vệ hồn ma điệp nhiếp hồn, không thể động đậy, Khương Kinh Linh hổ thẹn trong lòng, thế là trút hết tâm tình ấy nấy lên đầu đám ma tộc kia, tức tốc điều khiển bản mệnh châu hung hăng nện tới nện nguyên cả đám ma tộc thành thịt nát rồi mà khương kinh linh vẫn chưa hết giận còn đập chết tươi hai tên mang tộc sau đó mới thu lại bản mệnh châu lục ly lấy ra một thanh chiến đao tung ngươi bay lên hung hăng bổ tới tay chân tên ma tộc duy nhất còn sót lại hắn bổ bằng sống đao chỉ nện đứt tay chân tiếp sau lại dùng dây leo trói buộc kéo tên ma tộc kia bay ngược trở về lục ly còn ra hiệu để khương kinh linh phóng thích một ít vệ hồn ma điệp chấn nhiếp tên tù binh ma tộc này không cho hắn tỉnh lại sau đó Khương Kinh Linh lại điều khiển bản mệnh châu giải quyết nốt bốn tên mang tộc còn lại, đây chính là chiến công, là điểm tích lũy. Hưu Giải quyết xong tên mang tộc sau cùng, Lục Ly không chút ngừng nghỉ, tức tốc dẫn theo Khương Kinh Linh kéo lấy tên ma tộc kia bay nhanh mà đi. Vừa rồi hắn phát ra mấy tiếng trống kinh thiên, rất có thể sẽ hấp dẫn võ giả tứ tộc xung quanh, tốt nhất vẫn nên thoát ly chiến trường trước cho an toàn. Bay chừng nửa canh giờ, hai người Lục Ly đi đến phụ cận lối vào sơn động, đám người khương hổ một mực trấn giữ chỗ này nhìn thấy hai người bay về ai nấy đều thở phào hơi chỉ là nhìn thấy lục ly máu me khắp người trong lòng không khỏi có chút xấu hổ dùng thần niệm liếc nhìn một lần xác định những máu tươi này không phải của lục ly khi này mới triệt để yên tâm tiểu thư lục công tử các ngươi khai chiến với ma tộc khương hổ dò hỏi khương kinh linh kiêu ngạo nói toàn bộ ma tộc đều bị chúng ta giải quyết chúng ta lợi hại không toàn bộ ma tộc đám người khương hổ ngơ ngác nhìn nhau nhiều ma tộc như vậy không ngờ hai người lục ly lại có thể giải quyết được thậm chí còn không bị thương lục ly lại không tâm tình nói đến chuyện này vung tay lên nói trước tiến vào sơn động rời khỏi khu vực này rồi tính hắn ném tên ma tộc cho khương hổ kẻ sau lấy ra một sợi xích sắc màu xanh đó là tù ma liên đặc hữu của các đại gia tộc có thể áp chế huyền lực trong cơ thể không có huyền lực thì dù có nhiều thần thông đến mấy cũng không cách nào phóng thích ra đương nhiên khương hổ còn nện lên sau gáy tên ma tộc một cái đánh ngất nó đi miễn cho khỏi bị đánh lén chúng nhân trầm mặt đi tới ra khỏi sơn động lại lao nhanh về một hướng khác bôn tẩu suốt trọn ba canh giờ lại gặp ba tên mang tộc sau khi nhẹ nàng xử lý xong cả đám tiếp tục tiến lên gần nửa ngày sau bước chân chúng nhân ngừng lại lần này dừng không phải vì gặp kẻ địch mà là gặp nhân tộc. Bọn họ gặp được một tiểu đội, dẫn đội còn là hai đại mỹ nhân thiên kiều bá mị. Cơ mộng điềm và điệp phi vũ. Lục ly một mực không có ấn tượng tốt đối với Luân Hồi Cung và Bách Hoa Cát bởi vì hai đại thế lực này từng tham gia tiêu diệt thanh loan tộc và mảnh tượng tộc. Nếu Lục Ly muốn dẫn dắt hai tộc giết về Trung Châu, đoạt lại tổ địa, vậy liền không thể tránh khỏi phải đối đầu với hai đại thế lực này. Như vậy hai đại thế lực kia chính là kẻ địch của hắn, hắn làm sao có thể có hảo cảm đối với Cơ Mộng Điềm và Điệp Phi Vũ cho được. Vừa nhìn thấy hai người, Lục Ly vốn định lách mình tránh đi, nhưng từ đằng xa Điệp Phi Vũ đã cười lên, chảo hỏi với Khương Khinh Linh. Khinh Linh tỷ tỷ. Đối với hai người này Khương Khinh Linh cũng không có hảo cảm, thật ra thì nàng chẳng có hảo cảm với công tử tiểu thư đại gia tộc nào hết. Nhưng Điệp Phi Vũ đã lên tiếng chào hỏi nàng không khả năng làm như không thấy, đành phải bay thấp xuống từ trên mệnh luân lục ly, cười nói. Thì ra là phi vũ và mộng điềm tiểu thư. Bên cạnh cơ mộng điềm và điệp phi vũ có hơn 30 người đi theo, nam nữ mỗi bên một nửa, tất cả đều là quân hầu cảnh, rõ ràng là được hai đại thế lực phái tới bảo hộ bọn họ. Cơ mộng điềm khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển đảo qua trên thân chúng nhân, khiến nhịp thở của đám khương hổ bất giác trở nên dồn dập lục ly lại có chút không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữ tử này quá hoàng mỹ chỉ một cái nhăn mày một nụ cười khẽ liền có thể khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo cuối cùng ánh mắt cơ mộng điềm dừng ở trên thân lục ly thấy hắn cả người đầy máu khẽ cười nói nhìn bộ dạng này của lục công tử xem ra các ngươi vừa mới trải qua một trường huyết chiến sao rồi không ai bị thương chứ lời này của cơ mộng điềm rất bình thường chỉ là tùy ý hỏi thăm một câu nhưng nghe vào trong tai lại khiến Khương Kinh Linh cảm thấy khá là chói tai. Nàng cười ngạo nghễ nói. Đúng là vừa mới trải qua một trận chiến đấu nhỏ, ta và Lục Ly đánh chết hơn 20 tên ma tộc và 6 tên mang tộc, chúng ta không ai bị thương cả, chỉ là hơn 20 tên ma tộc mà thôi, còn không đủ để thương được đến chúng ta. a à, đám người sau lưng cơ mộng điềm điệp phi vũ lập tức lộ ra kinh ý, ma tộc đó chính là địch thủ khó nhằn nhất, một hơi đối đầu với hơn 20 tên ma tộc, phía lục ly lại chỉ có hơn 10 người, không ngờ lại chẳng ai bị thương. Khương hổ vung tay lên, từ phía sau, một người dẫn tên tù binh ma tộc đi ra, hắn có chút xấu hổ nói. Thực tế thì chúng ta đều không ra tay, hơn 20 tên ma tộc kia đều là do lục công tử và tiểu thư giết. Ách! Ánh mắt điệp phi vũ và cơ mộng điềm đồng loạt khóa chặt lục ly, bởi vì lúc Khương hổ nói chuyện, rõ ràng là đặt lục ly ở trước Khương Kinh Linh, điều này phải chăng chứng tỏ trong trận chiến vừa rồi Lục Ly mới là nhân tố then chốt? Trước khi tiến vào tiểu chiến trường, hai người đã sớm lưu ý tới Lục Ly. Bởi vì lúc ở ngoài Lục Ly vừa nháy mắt ra dấu Khương Kinh Linh liền ngậm miệng không nói tiếp nữa, lại liên tưởng đến vừa rồi Khương Kinh Linh cũng là nhảy xuống từ trên mệnh luân của Lục Ly, hai người bất giác không khỏi càng thêm hứng thú đối với Lục Ly. Ánh mắt Điệp Phi Vũ khẽ chuyển, quay sang Lục Ly cuối người hành lễ nói: Lục công tử chiến lực bưu hãn. Phi Vũ sớm có nghe thấy. Phi Vũ có một yêu cầu nho nhỏ, không biết có thể dẫn theo chúng ta cùng nhau giết địch không, chúng ta rất mong chờ được thấy phong thái oai hùng của lục công tử. Một nữ tử ngàn yêu trăm mị ánh mắt mong mỏi nhìn lục ly, giọng điệu nhỏ nhẹ cầu khẩn. Nếu đổi thành công tử khác sợ rằng sớm đã thụ sủng nhược kinh, lập tức đáp ứng. Trong lòng lục ly lại không có nửa điểm ba động, ngược lại ngấm ngầm đề phòng, trên mặt ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, đưa mắt nhìn về phía Khương Kinh Linh nói, lục mổ chỉ là tên lính quèn dưới tay khinh tiểu thư đoạn đường này nếu không phải được khinh tiểu thư và chư vị chiếu cố sợ là lục mổ sớm đã chết phi vũ tiểu thư việc này ngươi đừng hỏi ta mà phải hỏi khinh tiểu thư và khương hổ đại ca mới đúng lục ly bất động thanh sắc cự tuyệt nếu điệp phi vũ biết ý hẳn sẽ không tiếp tục dây dưa chỉ là điệp phi vũ rõ ràng không muốn hiểu nàng quay sang khương khinh linh nhẹ nhàng thi lễ nói khinh linh tỷ tỷ ngươi mang theo chúng ta đi được không vừa rồi chúng ta thiếu chút bị vu giết sạch, mới đầu chúng ta có tận 40, 50 người, nhưng giờ chỉ còn lại từng này. Nếu không được tỷ tỷ dẫn theo, sợ rằng chúng ta phải tán thân hết ở đây mất. Điệp phi vũ nhỏ nhẹ khẩn cầu như thế, cơ mộng điềm lại chẳng thốt nửa lời, chỉ ngậm lấy ý cười đứng ở một bên. Khương Kinh Linh có chút cuốn quyết, nàng biết Lục Ly khẳng định không muốn đi cùng một chỗ với đám người này. Nhưng dù thế nào Điệp Phi Vũ cũng là đại tiểu thư Bách Hoa Cát, giờ còn cúi đầu một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ nếu nàng dứt khoát cự tuyệt không khỏi có chút bất cẩn ân tình cơ mộng điềm thấy được vẻ do dự trên mặt khương khinh linh lập tức mỉm cười nói khương tiểu thư là thiên kiêu tương lai được đến thần lực từ đấu thiên đại đế chiến lực thông thiên không để chúng ta vào mắt cũng là điều bình thường phi vũ chúng ta đừng liên lụy khương tiểu thư nữa khích tướng lục ly âm thầm thở dài Cơ mộng điềm và điệp phi vũ một người mặt trắng một người mặt đỏ, lấp kín đường từ chối của Khương Kinh Linh. Khương Kinh Linh tâm thái cao ngất, coi trời bằng vung, nhất định không chịu được khích bác như vậy. Quả nhiên. Khương Kinh Linh cắn răng nói. Nếu phi vũ muội muội và mộng điềm tiểu thư nguyện ý đi theo chúng ta, vậy thì đi thôi. Chẳng qua nếu gặp phải đại biến, chúng ta không rảnh tự lo, còn mong hai vị tự hành đào mạng. Nha đầu khờ. Lục ly khẽ thở dài, Cơ Mộng Điềm và Điệp Phi Vũ muốn đi cùng bọn hắn rõ ràng là có ý khác, trong lòng trong lòng này không chừng còn đang khinh thường Khương Khinh Linh và hắn. Thế mà giờ Khương Khinh Linh lại cứ ra vẻ lão đại, như thể thật muốn chiếu cố hai nhóm người kia. Có người ngoài ở đây, Lục Ly không tiện lắm lời, đành chỉ biết trầm mặt không nói, hắn nháy nháy mắt ra hiệu với Khương Khinh Linh, kẻ sau lại lấy ra bản mệnh châu tự mình bay đi. Đại bộ đội tiếp tục di chuyển, Lục Ly khống chế tốc độ đi theo sau lưng Khương Hổ. Tận lực đứng cách Cơ Mộng Điềm và Điệp Phi Vũ càng xa càng tốt. Phi hành về phía trước chừng một canh giờ, gặp được một dòng suối nhỏ, mấy vị tiểu thư rất là hưng phấn. Các nàng đều là lá ngọc cành vàng, sạch sẽ quen rồi, khó được có suối mát, tự nhiên phải muốn tắm rửa một phen. Chờ đã. Thấy Khương Kinh Linh định lội chân đất xuống nước, Cơ Mộng Điềm đột nhiên lên tiếng nói. "Cơ thất." Một tên võ giả cơ gia lao nhanh về phía Thượng Du lấy ra ngân châm đâm xuống dòng chảy, kiểm nghiệm một phen mới gật đầu nói. Không có độc, an toàn. Lục ly âm thầm gật đầu, cơ mộng điềm quả nhiên là nhân vật, vạn nhất dòng suối này bị vu tộc hạ độc, chúng nhân xuống nước liền sẽ trúng độc cả lũ. Thủ hạ cơ mộng điềm lấy ra đồ đặt bắt đầu hạ trại, đồng thời dựng lên một nhà tắm giữa lòng suối, còn bố trí bốn năm người tản ra xung quanh canh chừng. Lục ly thấy vậy không khỏi ngấm ngầm gật đầu, luân hồi cung không hổ là thế lực số một trung châu từ biểu hiện của đám thủ hạ cơ mộng điềm này liền có thể thấy được phần nào mấy người điệp phi vũ khương khinh linh cơ mộng điềm tiến vào trong nhà tắm bên ngoài còn có mấy tên nữ tử thủ hộ thời thời khắc khắc phóng thích thần niệm dò xét xem liệu có người đang nhìn trộm không ha 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 bên trong truyền ra từng đạo tiếng cười như chuông bạc nội tâm đám người khương hổ cứ như bị mèo quào ngứa ngáy không chịu được bọn hắn chỉ cần phóng thích thần niệm quét qua liền có thể thấy được mỹ cảnh mấy tiểu thư đỉnh cấp tắm rửa trong đó nhưng không ai dám làm loạn một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị loạn đau chém chết lục ly tâm như mặt hồ hắn một mình đi xuống hạ du tắm rửa một phen trên người hắn toàn là máu đen phải tắm gần nửa canh giờ mới tẩy rửa sạch sẽ máu tươi dính phải chờ lúc hắn mặc lại áo bào về đến bên bờ suối lại thấy được một người khiến hắn có chút bất ngờ cơ mộng điềm cơ mộng điềm khoác một bộ váy xuề màu vàng trên búi tóc cắm trâm ngọc lóng lánh ánh tím, xinh đẹp tựa thiên tiên. Nàng đứng dưới một gốc cây nhỏ, khẽ cười nhìn lục ly phía xa xa, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ. Ánh mắt lục ly bỗng chốc chuyển lạnh, bởi vì cơ mộng điềm vô thanh vô tức áp sát tới gần mà hắn không hề hay biết. Nữ tử này tránh ra đám đông, một mình tìm tới đây, nếu nói không có mưu đồ gì, lục ly tuyệt không tin tưởng. Lục công tử đừng căng thẳng, mộng điềm không có ác ý. Cơ mộng điềm đạp lấy gót sen uyển chuyển đi tới, đến trước mặt lục ly chừng 10 thước mới ngừng bước, nhàn nhạt cười. Mộng điềm tới đây là muốn làm một giao dịch với ngươi. Lục công tử, ngươi muốn biết, tung tích tỷ tỷ ngươi không? Tỷ tỷ. Nghe được hai tiếng này, lục ly không quá đặc biệt kích động, ngược lại cảm thấy một tia nguy cơ cực sâu, thậm chí lúc này hắn rất có xung động muốn trực tiếp nắm xuống cơ mộng điềm. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi tan biến, nắm xuống cơ mộng điềm chẳng giúp ích được gì. Sở dĩ có ý niệm như vậy là bởi hắn cảm thấy nguy hiểm. Không ngờ cơ mộng điềm lại biết tỉ tỉ hắn. Không lẽ cơ mộng điềm từng điều tra qua về hắn? Hoặc là luân hồi cung điều tra qua về hắn? Bắc Mạc có quá nhiều bí mật, một khi bị Trung Châu hiện, rất nhiều người ở Bắc Mạc đều phải chết. Bởi vậy Lục Ly mới căng thẳng, thậm chí nổi sát ý. Trong lòng khẩn trương thấp thỏm, ngoài mặt lục ly lại vẫn không lộ ra bất kỳ thần sắc khác thường nào chỉ khoảng chừng mấy nhịp thở hắn liền hồi thần trong mắt nheo lại nhìn cơ mộng điềm hỏi cơ tiểu thư có vẻ hiểu rất rõ về ta ngươi biết chuyện của tỷ tỷ ta ý cười trên mặt cơ mộng điềm một mực không giảm đẹp đến khiến người lóa mắt giọng nàng rất là dễ nghe tựa như chim hoàng anh kêu hót thần điện trực thuộc luân hồi cung ngươi phái người đi thần điện đặt ra nhiệm vụ chúng ta tự nhiên liền biết chút ít Cơ Mộng Điềm thoáng dừng một lát mới nói tiếp. Trên thực tế, rất nhiều đại gia tộc đều để ý tới ngươi. Nguyên nhân chắc ngươi cũng đoán được phần nào, bởi vì ngươi là con trai Lục Nhân Hoàng, Thái thượng trưởng lão Lục gia còn vì ngươi còn không tiếc đắc tội Lục chính đàn, bởi thế mọi người có chú ý ngươi chút cũng là điều bình thường. Lục Ly không khỏi cười khổ trong lòng, Cơ Mộng Điềm nói không sai, thân phận hắn quá bất phàm, trong thần Khải Thành cũng có không ít thám báo của các gia tộc mọi hành vi của hắn tại thần Khải Thành làm sao qua được tai mắt các đại gia tộc. Lục Ly khẽ gật đầu, hỏi. Cơ tiểu thư còn biết cái gì? Ta còn biết Tống Kỳ bị ngươi giết chết. Trong mắt cơ mộng niềm lóe lên một tia hiếu kỳ. Nguyên nhân thực sự khiến ngươi bị các đại gia tộc chú ý thật ra cũng bắt đầu từ Tống Kỳ. Mặc dù các đại gia tộc đều không biết ngươi giết chết Tống Kỳ thế nào, nhưng Tống Kỳ tiến vào bắt mạc sau đó chết rồi, điểm này không cần hoài nghi nghe đến đó, lục ly thoáng yên tâm phần nào. xem ra chuyện về thanh loan tộc mảnh tượng tộc thái thản tộc còn chưa bại lộ, bằng không cường giả các đại gia tộc sớm đã đánh tới bắt mạc. hắn không muốn dây dưa quá sâu với cơ mộng điềm, liền hỏi. vừa rồi ngươi nói biết tung tích tỷ tỷ ta, việc này là thật. chúng ta tuy đặt ra nhiệm vụ, nhưng mãi mà không có người nhận. ha ha. cơ mộng điềm khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ta chỉ nói là ngươi muốn biết tung tích tỷ tỷ ngươi không chứ đâu phải nói ta biết lúc này tỷ tỷ ngươi đang ở đâu chẳng qua luân hồi cung chúng ta thân là đại thế lực số một trung châu muốn ra người nào là điều quá sức đơn giản chỉ cần lục công tử giúp ta làm một chuyện sau khi trở về trung châu ta sẽ lập tức điều người giúp ngươi tìm tỷ tỷ nếu không tìm thấy mộng điềm sẽ tự thân tới bắt mặt một chuyến mặc cho lục công tử xử trí lục ly thoáng trầm ngâm lời này cơ mộng điềm nói rất chân thành mặc cho xử trí ý tứ trong đó nặng lắm nếu cơ mộng điềm tra không được tung tích lục linh lục ly hoàn toàn có thể chiếm lấy thân thể cơ mộng điềm danh chính ngôn thuận trở thành con rể luân hồi cung đổi lại là nam tử khác sợ rằng đã lập tức đáp ứng nhưng lục ly không đáp ứng ngược lại càng thêm đề phòng trong mắt hắn cơ mộng điềm không còn là một đại mỹ nhân thiên kiều bách mị mà là một con rắn độc nhất thời không cẩn thận liền sẽ bị nàng ăn đến xương cũng không chừa Hắn trầm tư thoáng chốc, sau đó hỏi. Trước nói xem chuyện gì đi đã. Ánh mắt cơ mộng điềm chớp qua một tia tán thưởng, phun ra mấy chữ. Giúp ta giết một người. Một người. Trong mắt lục ly co rụt càng chặt, một người, đây rõ ràng là nhân tộc, người có thể khiến cơ mộng điềm động sát tâm lại giết không chết, không cần nói cũng biết là người của 12 vương tộc. Công tử 12 vương tộc tiến vào lần này không nhiều, U Minh Giáo Dương Hiên, thiên địa trũng dạ lạc, Ngoài ra chính là Lục Toan Lục Nghê của Lục gia. Đầu óc hắn cấp tốc chuyển động, trong lòng dần hiện ra đáp án, nhẹ giọng hỏi: "Là Dương Hiên hay là Lục Toan?" Lợi hại. Cơ Mộng điềm dơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, cảm khái nói: "Có thể quật khởi chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi như vậy, có thể được Khương Kinh Linh coi trọng, bị Lục Toan xem là đại địch bình sinh, Lục Ly ngươi quả nhiên là thiên tài bất thế." Chẳng qua người này cụ thể là ai? Hiện tại ta còn chưa thể tiết lộ. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch với ta, đồng thời lập xuống đấu thiên huyết thề, ta mới có thể nói cho ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ cùng thề với ngươi." Lục Ly cười, lắc đầu nói. "Mộng Điểm tiểu thư quá đề cao Lục Ly ta rồi, con em 12 vương tộc đều có huyết mạch cường đại, cảnh giới thực lực thông thiên. Bên người còn có tùy tùng cường đại đi theo, ta lại chẳng qua chỉ là một tên bất diệt cảnh, đừng nói ám sát bọn hắn." vừa khẽ áp sát liền sẽ bị bọn hắn giết mất. Lục Ly cự tuyệt cơ mộng điềm, không phải vì hắn không có lá gan và nắm chắc có thể đánh giết Lục Toan hoặc Dương Hiên, mà là hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cơ mộng điềm. Nữ tử này mang đến cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, bảo hộ Lục gia, cuối cùng tuyệt đối sẽ chuốt vạ vào thân. Lục Ly viễn chuyển cự tuyệt cơ mộng điềm cũng không tức giận, nàng cười ngọt ngào nói hiện tại lục công tử chưa muốn hợp tác cũng không sao sau này còn nhiều cơ hội nếu ngươi thay đổi ý định tùy thời có thể đến tìm ta mộng điềm dọn sạp đón chờ nói xong cơ mộng điềm nhoẻn miệng cười tươi trong mắt dập dần sóng tình toàn thân tán phát ra khí tức chọc người tựa như một con mèo cái phát tình nàng lắc lắc eo rắn chậm rãi rời đi đi vài chục bước lại ngoái nhìn khẽ cười một tiếng bách mị hoành sinh yêu tinh yêu tinh lục ly âm thầm cảm khái nữ tử này có độc, khăng khăng lại có thể khiến người tình nguyện bị độc chết cũng phải muốn tiếp xúc với nàng. Đây là một hồng nhan họa thủy có thể khiến quân vương từ bỏ Giang Sơn, có thể khiến cho vô số nam tử bất chấp hết thảy dấn thân vào địa ngục. Rốt cục cơ mộng điềm muốn giết ai? Lục Toan Dương Hiên hay là Dạ Lạc, hay là Khương Kinh Linh? Trong đầu Lục Ly hiện lên rất nhiều nghi hoặc, còn nữa, vì sao cơ mộng điềm mạo muội tìm đến mình để giao dịch như vậy? nàng dám khẳng định hắn đủ năng lực và lá gan để giao dịch với nàng ư. Nàng không sợ hắn tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nghĩ mãi mà vẫn không thành, cuối cùng đành phải trầm mặt về lại doanh địa. Trong doanh địa người cơ gia đã nướng thịt xong, còn có các loại linh quả, rượu ngon, một đám người vây quanh đống lửa, chính đang ăn uống thoải mái. Khương Kinh Linh thấy Lục Ly trở về, vội vàng ngoắc nói. Lục Ly, mau tới đây. Lục Ly đã dùng ánh mắt cảnh cáo Khương Kinh Linh nhiều lần, để nàng chú ý lúc có người ngoài thì đừng quá thân cận với mình, thế mà lúc này vẫn cứ không nhịn được. Lục Ly thở dài đành chịu, dù sao cơ mộng điềm đã nhìn ra được ít nhiều, chắc hẳn Điệp Phi Vũ cũng đoán được một chút, thế là hắn bèn dứt khoát tiến qua, thoải mái ngồi xuống bắt đầu ăn. Cơ mộng điềm không nói gì, lặng lặng ngồi đó ăn uống nhỏ nhẹ. Dù là vậy song nàng vẫn tựa như trăng sáng giữa trời đêm, không ngừng hấp dẫn ánh mắt vô số nam tử ngay cả đám người khương hổ đều nhịn không được liếc nhìn nàng mấy lần có cơ mộng điềm ở đây những tiểu thư còn lại đều trở nên ảm đạm vô quan chỉ có điệp phi vũ và khương khinh linh là miễn cưỡng có thể so bị được với cơ mộng điềm điệp phi vũ hoặc bác đáng yêu khương khinh linh thanh tú chọc người có được một nét phong tình rất đặc biệt ba mỹ nhân tuyệt đỉnh ngồi cùng một chỗ khiến lục ly nhìn mà hoa cả mắt đành phải cúi đầu trầm mặc ăn uống không ngước mắt nhìn người hưu Lục Ly còn chưa ăn xong, nơi xa chợt có một đạo bóng người bay vụt đến, là võ giả cơ gia. Người kia quỳ gối trước mặt cơ mộng điềm, bẩm báo nói. Tiểu thư, phía bắc tới 43 tên vũ tộc, đã cách bên này trăm dặm. Khương Kinh Linh vội vàng thả xuống linh quả trong tay, có chút căng thẳng đứng bật dậy, cơ mộng điềm lại khoát tay cười nói. Không phải chỉ là mấy chục tên vũ tộc thôi sao? Dẫn bọn chúng tới đây, chúng ta vây giết là được. Điệp Phi Vũ cũng không chút để tâm, khua tay nói. Chiến công dân lên tận miệng, không lấy thì ủng, chuẩn bị nên chiến thôi. Thần sắc nhẹ nhàng của hai vị tiểu thư khiến Cương Kinh Linh không khỏi cảm thấy có chút thất bại. Nàng phát hiện hai người này đi theo bọn mình không phải là cầu được bảo hộ, mà là đến để bảo hộ bọn mình. Lục Ly khẽ cười một tiếng, trong lòng không cho là đúng. Lại cũng có chút hiếu kỳ, không biết hai đại tiểu thư vương tộc Cơ Mộng Điềm và Điệp Phi Vũ này có được thủ đoạn kinh thiên và huyết mạch thần kỳ thế nào. Vừa khéo qua trận chiến này có thể quan sát một phen. Địch nhân đến rất nhanh, tổng cộng 43 tên vũ tộc, người luân hồi cung cố ý dẫn tới bên này, muốn đến chậm e rằng cũng khó. Khương Khinh Linh nóng lòng muốn thử, mấy người Khương Hổ cũng đều chuẩn bị ra tay, lại thấy Lục Ly chớp mắt, ra hiệu bọn hắn hơi an chớ nóng. Nếu cơ mộng điềm và điệp phi vũ đã mạnh miệng như vậy, tự nhiên phải để các nàng biểu diễn một phen, thuận tiện nhìn xem thực lực con em 12 vương tộc rốt cuộc biến thái cỡ nào. Cơ mộng điềm ra hiệu cho tất cả mọi người tiến vào trong rừng cây gần đó, miễn cho vũ tộc bị dọa chạy. Tiếp sau nàng nhìn sang điệp phi vũ một cái, kẻ sau lập tức vung tay, dẫn theo hơn 10 người bay vút ra ngoài. Tất cả đều là quân hầu cảnh, còn cùng là người bách hoa cát, đại đa số là nữ tử mười mấy người đứng trên bản mệnh châu gào thét lao đi, điệp phi vũ sung phong dẫn đầu, không có chút nào sợ sệt, hơn mười người bên cạnh nàng cũng tự tin dị thường, theo sát ngay sau. Xuy suy Vũ tộc tấn công, trường tiễn đầy trời trút nghiêng xuống, tựa như mưa rào tầm tả, liên miên không dứt, thoáng chốc liền đã bao trùm lấy hơn mười người kia. Trên thân mười mấy người đồng loạt hiển hiện chiến giáp, trực tiếp ngạnh kháng với mưa tên. Các nàng lấy ra binh khí, ngăn đỡ trái phải, không ngừng áp sát về phía vũ tộc. Cơ nguyên, vây lại. Trong rừng cây, cơ mộng điềm nhẹ giọng nói một câu, hơn 10 người cơ gia lập tức phân tán ra, đi vòng sang hai bên trái phải và sau lưng, chuẩn bị vu hồi bọc đánh vũ tộc. Cơ mộng điềm một mực không có ý mời lục ly và đám người khương kinh linh ra tay, ý tứ vô cùng rõ ràng, trận chiến này không cần các nàng xuất thủ, chỉ bằng cơ mộng điềm và điệp phi vũ liền đã có thể nhẹ nhàng săn giết. Lục ly vốn cũng không có ý ra tay, nhàn nhã ngồi trong rừng cây quan sát chiến đấu nơi xa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha